Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái code server thương hiệu DOD, code Mỹ xịn, model là DOD SR835, dòng code thương hiệu hàng bãi của Mỹ ha, code xịn. Này là hàng xuất châu Âu, điện 220-300V ha. Em đang phối ghép test nhạc, nghe chất âm rất là hay, đánh rất là chi tiết. Là cái nút gain đầu vào này. Đó. Cái đây là số bass. Chép ha. Tiếng bass đánh rất là uy lực. Bass này đánh có vẻ rất là phê. Đang ghép cái sức hầm Electro Boy. Sức hầm 50 hàng bãi Mỹ xịn ha. Bằng mixer Soundrap thương hiệu Spirit F1 của anh luôn, hàng nồi của anh. Đây, code DOD835. Nói chung là tình trạng hoạt động là riêng nguyên bản, hoạt động là xuất sắc. Em có quay, em có tháo nắp ra để coi ruột gan model IC luôn không? Chữ ghi của mấy anh Tây còn nguyên luôn không? Đấy, chữ còn nguyên đai nguyên kiện. Những anh nào mà hàng dùng hàng Tây thì mình thấy được những cái chữ này nó giá trị hơn. Men nào hay là code hay lọc thì của Tây là đều có chữ hết. Chữ ghi Tây. Thích bút mượt. Chung hoạt động hoàn hảo hơn. Cái này là code server. Nó cũng City Highway và Mono Bayway ha. Cái mod chọn City hoặc là Mono, mình đang đỡ chế độ City ha. Đèn nhân tín hiệu. Mình còn rất là nhiều hàng nữa ha. Đó, còn nhiều hàng đẹp để cho anh em lựa chọn. EW số BG này, có số B3 này. Rồi nghiêng bộ com code lọc black này. Rồi bộ reverb Vesta của Nhật này. Mấy bộ effect Lexicon ha. MV450, MBX500, Reverb 100, Elixir MIDI Reverb 4 rất là nhiều. Đó, Data Effect rồi còn rất nhiều. Còn một con code Mỹ xịn nữa ha. Code Adley XR1000. Con này quá dữ ha. Con này clip sau em giới thiệu. Con code DOD này có giá bán tại cửa hàng giá 2 triệu ha. Hàng mới xịn ha. Đây em sẽ quay ra ở sau thấy model một tí xíu. Đây. Đây ở đây. Nó là model, nó là SR835. Hàng sản xuất tại Mỹ luôn ha. Đó. Cấp điện áp là 220-224. Anh em xô chậu đi khỏi sợ kén nguồn ha. Thì nó cũng như mấy con có khác, input đầu vào thì đầu ra nó lô 3 2. Con này nó hay gây có cổng lô xung nữa này, cổng siêu super bass này. Nếu mà bác nào mà muốn đánh super bass cực khủng thì cắm vào cổng lô xung này. Lô xung này đánh đúng nghĩa là super bass siêu trầm. Con này hay ha, con này hay có cái cổng lô sum ha, không để ha, lô sum đây. Hàng Mỹ xịn đẹp xuất sắc không, riêng nguyên bản nha quý vị. Đó, riêng nguyên bản. Anh em nào mà phát hiện ra một mối hàng sửa chữa thì cho luôn, khỏi bác, tặng luôn. Đấy, riêng nguyên bản đẹp xuất sắc. Người anh em nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ ha, liên hệ qua cái số điện thoại này hoặc là ở gần địa chỉ thì qua cửa hàng để xem hàng, test cho nó chắc cú hơn, rõ ràng ha. Mình xin kết thúc clip tại đây.